Thưa quý vị, thưa các bạn, tính đến hết tháng 5 năm 2017, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã hoàn thành 100% công trình chống quá tải mùa nắng nóng 2017. Cùng với việc đầu tư nâng cấp lưới điện, EVN-NPC cũng đã đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, đẩy mạnh công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng trong mùa nắng nóng năm nay. Quản lý kinh doanh và bán điện 27 tỉnh, thành phố phía Bắc với địa hình phức tạp, trải dài từ Hà Giang đến Hà Tĩnh. Trong đó có nhiều địa phương là tâm điểm của nắng nóng. Chính vì vậy, ngay từ cuối năm 2016, EVN-NPC đã giao các công ty điện lực triển khai dự án đầu tư nâng cấp, củng cố lưới điện, chống quá tải trong mùa nắng nóng 2017 với tổng vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2017, tất cả các công trình đã được hoàn thành, đã đóng điện 18 công trình 110 kV trên 1.300 trạm biến áp phân phối được lắp đặt, góp phần giảm bán kính cung cấp điện, nâng cao độ tin cậy và giảm tổn thất điện năng hiệu quả. Về phía các địa phương, các công ty điện lực cũng đã sẵn sàng đón nhận quá trình tăng nhiệt, tăng sản lượng đột biến trong mùa hè. Tại công ty điện lực Hà Nam PC Hà Nam, đến ngày 30 tháng 4 đã hoàn thành và đóng điện 10 lộ đường dây xuất tuyến 25 đến 35 kV sau trạm biến áp 110 kV, cải tạo lưới điện phù hợp với nhu cầu phụ tải ở các khu dân cư, sửa chữa thường xuyên 90 hạng mục, đảm bảo cung ứng điện an toàn ổn định cho cao điểm nắng nóng. Từ đầu năm giờ thì chúng tôi đã thực hiện sửa chữa 90 cái hạng mục công việc trên lưới điện để đảm bảo cái việc cấp điện ổn định hơn. Và đã lắp đặt 137 tủ thay thế, lắp đặt 130 tủ hạ thế các loại, luân chuyển 22 máy biến áp để phù hợp với các công suất với phụ tải đang sử dụng, lắp đặt bổ sung khoảng 50.000 kVA tụ bù hạ thế và thực hiện công tác thí nghiệm định kỳ các cái trạm trung gian, các máy biến áp trung gian, máy biến áp phân phối và các cái trạm bơm đầu mối để đảm bảo sẵn sàng cái việc cấp điện cho mùa khô. Thành phố Hải Phòng là địa bàn có nhiều khu dân cư đông đúc, đặc biệt là các khu công nghiệp, nhiều khách hàng doanh nghiệp lớn. Do đó, công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, nâng cao nhận thức, kỹ năng và tạo thói quen cho mỗi thành viên trong gia đình, cộng đồng và các doanh nghiệp trong việc sử dụng tiết kiệm điện hiệu quả rất được chú trọng. Kết quả năm 2016, Hải Phòng đã tiết kiệm được 72,86 triệu kWh. Năm 2017, Hải Phòng tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng theo chương trình hỗ trợ khách hàng, thực hiện kiểm toán năng lượng và xây dựng mô hình quản lý năng lượng. Chủ đầu tư bắt đầu đầu tư vào cái nhà máy theo Úc này thì cũng đã có cái quyết định là sử dụng công nghệ nó hiện đại nhất thời điểm đó. Lúc đó là ví dụ động cơ AC thì dùng toàn bộ 100% biến tần, còn các thiết bị điện tử điều khiển tự động thì là dùng cái của Siemens S7-300 và toàn bộ cái hệ thống dây chuyền được tự động hóa hoàn toàn từ bắt đầu vào đến lúc ra sản phẩm. Thì những cái đầu tư đó thì ngay từ đầu đó đến bây giờ nó đã phát hiệu quả, là nó giảm được cái chi phí điện năng rất là lớn. Song song đầu tư nâng cấp lưới điện, tuyên truyền tiết kiệm điện, EVN-NPC cũng đã đặc biệt chú trọng công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong mùa nắng nóng. Theo đó, từ tháng 4 năm 2017, tất cả các cuộc gọi của khách hàng đến phòng giao dịch các công ty điện lực đều được chuyển về trung tâm chăm sóc khách hàng của tổng công ty để giải quyết bài toán cuộc gọi tăng cao trong mùa nắng nóng. Đặc biệt là khi tiếp nhận thêm số lượng cuộc gọi từ các công ty điện lực chuyển về, trung tâm đã bổ sung thêm gần 30 giao dịch viên và 3 kỹ thuật viên công nghệ thông tin. Trong năm 2017 này, thì tổng công ty cũng đã xây dựng cái kế hoạch về đầu tư và giao hạng mục cũng như là giao vốn cho các cái đơn vị để đầu tư nâng cấp, cải tạo cái lưới điện của các đơn vị. Trong cái năm này cũng như các năm trước đây, chúng tôi đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn đối với lại các cái khách hàng sử dụng điện trên địa bàn. Các cái thông tin khách hàng phản hồi về trung tâm chăm sóc khách hàng sẽ được chuyển xuống các cái đơn vị điện lực trong thời gian sớm nhất và khắc phục cấp điện lại nhanh nhất cho khách hàng khi mà xảy ra sự cố hoặc là do các cái tình huống khác xảy ra dẫn đến mất điện của khách hàng. Trong 4 tháng đầu năm 2017, EVN-NPC đã thực hiện tốt việc đảm bảo cung ứng điện ổn định, phục vụ sản xuất, sinh hoạt, các hoạt động chính trị, vui chơi giải trí của nhân dân, các tỉnh thành phía Bắc trong dịp lễ lớn. Với phương án chuẩn bị đầy đủ, khoa học, hy vọng EVN-NPC sẽ ứng phó tốt kịp thời trong mùa nắng nóng được dự báo là khá khắc nghiệt của năm 2017 này.